Hồng Phượng kính chào quý vị và các bạn thân mến. Lời đầu tiên, Hồng Phượng xin chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Trong chuyên mục Sống khỏe mạnh hạnh phúc hôm nay là bài viết Điều gì xảy ra nếu người phụ nữ thường xuyên đi bộ của Nhật Bảo đăng trên trang Yêu ngày 2 tháng 12 2021. Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ. Điều gì xảy ra nếu người phụ nữ thường xuyên đi bộ? Trước khi bạn có quyết định đi bộ thường xuyên hay không, hãy đọc những điều thú vị từ khoa học này, có thể sẽ giúp tạo thêm cho bạn động lực để tập luyện nhiều hơn. Nhưng có một số lợi ích của việc đi bộ có thể bạn chưa từng nghe đến hoặc không biết. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu để bạn biết và vận dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình. Thứ nhất, đi bộ giảm nguy cơ bệnh Alzheimer. Một nghiên cứu từ Đại học Virginia phát hiện ra rằng những người đàn ông trong độ tuổi từ 71 đến 93 đi bộ hơn 400 mét mỗi ngày đã giúp giảm một nửa tỷ lệ mắc bệnh mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. Thứ hai là khai thông kinh mạch. Đi bộ hàng ngày sẽ làm khai thông các kinh mạch trong cơ thể, làm giảm huyết áp cao, kiểm soát lượng đường trong máu, giúp não bộ khỏe mạnh hơn, xương khớp linh hoạt hơn, nó còn giúp giảm cân và giúp cơ thể cảm thấy thoải mái. Thứ ba là giúp giảm căng thẳng. Đi bộ thúc đẩy tinh thần bằng cách giết chết tất cả những căng thẳng. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng, hãy ra ngoài và đi bộ, hít thở không khí trong lành. Ngay lập tức sẽ có tác dụng thúc đẩy tâm trạng của bạn và làm cho bạn thư giãn. Thứ tư là tăng cường chức năng tim. Đi bộ thường xuyên có thể giúp tránh khỏi bệnh tim. Người đi bộ thường xuyên sẽ giảm nguy cơ phát triển bệnh tim. Bên cạnh đó, đi bộ thường xuyên cũng giúp mọi người hồi phục nhanh hơn sau những cơn đau tim và phẫu thuật. Thứ năm là đã thông tĩnh mạch. Sự co cơ khi đi bộ sẽ giúp các tĩnh mạch hoạt động hiệu quả. Lực ép của cơ vào hệ tĩnh mạch đo được khi đang vận động cao hơn rất nhiều so với lúc đứng yên. Từ đó giúp máu đẩy mạnh về tim, làm giảm tình trạng ứ đọng máu cũng như giảm áp lực trong hệ tĩnh mạch. Thứ sáu là giúp cơ bắp săn chắc. Khi đi bộ, phần trọng lượng cơ thể của bạn sẽ dồn xuống bàn chân, bắp chân và đùi. Việc quan trọng là bạn phải đi bộ đúng tư thế và chú ý di chuyển phần hông. Điều này sẽ giúp săn chắc cơ bụng và eo của bạn. Thứ bảy là hỗ trợ tuần hoàn máu. Đi bộ đều đặn đúng phương pháp làm cho máu lưu thông nhịp nhàng, máu lên não ổn định, tăng cường tuần hoàn máu của cơ thể hiệu quả. Thứ tám là chữa tam cao. Hoạt động thể chất như đi bộ giúp giảm tam cao. Tam cao được ví như là sát thủ thầm lặng. Để tránh tình trạng tam cao, bạn nên đi bộ thường xuyên. Đi bộ giúp cải thiện lưu lượng máu do làm tăng lượng oxy cung cấp cho các cơ bắp và mạch máu, từ đó giúp thoải mái hơn và làm giảm áp lực. Thứ 9 là giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim. Chỉ cần đi bộ, tuy đơn giản cũng có thể giúp cho nhịp hô hấp tăng lên, dẫn đến lượng oxy trong máu có thể tuần hoàn nhanh hơn, loại bỏ các chất phế thừa. Như vậy khiến cho nguy cơ nhồi máu cơ tim không có khả năng đến gần bạn. Thứ 10 là tăng sự tỉnh táo cho bộ não. Đi bộ cải thiện lưu thông máu, giúp oxy tới não dễ dàng hơn và làm tăng sự tỉnh táo. Một lý do khác cho sự tỉnh táo về tinh thần là các hóa chất như adrenaline được thải ra do đi bộ. Thứ 11 là liều thuốc nuôi dưỡng não bộ. Chỉ cần bạn bước một bước chân về phía trước thì lưu lượng máu lên não sẽ tăng vào cùng thời điểm. Bên cạnh đó, tác động của chân trong khi chạy cũng tác động tới hoạt động của các động mạch, từ đó giúp điều hòa tuần hoàn lên não.